Alo, alo, mẹ Google ơi. Chị nghe. Cái chương trình gì mà chơi mà có 1 triệu với 500 thôi mà tưởng tượng là như thế nào? Chứ em nghĩ giá trị của em cao không? Ôi trời, nặng lắm. Đi hỏi nữa là nhục. Ngoại ơi, nặng á, câu đó nặng. Hỏi ngoại quê đó. Nghe em nói nè, bình tĩnh đi. Người ta có tiền người ta không lên tiếng, mình không có tiền cũng lên rồi. Tiếng nha. Đồng đội biết điều nha. Đúng không? Đồng đội biết điều. Tôi biết đúng rồi. Sai mà. Cho nên cái thử thách thứ hai này chúng ta sẽ là sao đánh đồng đội vậy? Trời ơi là trời. Không có ai mà hổng mà trật tự nè. Trời ơi, nãy giờ tôi chưa giới thiệu được cái thử thách luôn đó. Bây giờ bên đây là người ta lên 200 rồi. 200 đây, không mua được em. Giờ nhiêu? 201. Trời ơi. 250. À, 250. Ủa, không có được. Làm sao tới hồi mua? Rồi anh sao? 250 nè. 206. Ôi 300. Trời ơi, có tiền người ta đi nói chuyện khác quá ha. Người ta có tiền người ta nói câu nào câu nó giòn rụm hả. Bây giờ không có tiền, bây giờ làm sao? Bây giờ là 300 đó. Bên đây 300 rồi. 300 nãy, bây giờ 300 bây giờ. Gì vậy? Ủa sao vậy ngoại ơi? Tiền của bên ngoài được luôn á. Vậy sao được? Giờ bên đây 300 mấy? 302 đi. 302. Cho mua. Trời ơi, mua chi mà cái dĩa vậy mà 302. Trời ơi, bị chơi rồi. Sao vậy ngoại? Bị gài rồi, bây giờ là mua 302. Tính ra còn 108 rồi mua cái gì? Sạp tạp hóa của Đại Chiến Ẩm Thực là nơi bán những loại nguyên liệu cần thiết để nấu ăn. Nguyên liệu sẽ được bán theo giá niêm yết của chị Google. Tuy nhiên, mỗi loại nguyên liệu chỉ đủ cho khẩu phần nấu ăn của một đội. Nếu hai đội cùng muốn sử dụng một loại nguyên liệu thì có thể đấu giá để sở hữu nguyên liệu đó. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người chào em. Trời ơi, chào. Ủa, đội bên đây không chào. Bây giờ mình làm lại cho nó thật là náo nhiệt lên nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Mọi người chào em. Chào xin mọi người không muốn mình được hoạt động tiếp à? Không, nãy giờ chạy quá nhiều rồi mệt, hiểu không? Thôi vậy để em làm lại một lần nữa nha. Hello, xin chào mọi người. Chị mọi người chào em. Rồi, tự làm luôn cũng được. Chào em. Dạ, rồi. Chúng ta đã vừa trải qua thử thách đầu tiên. Thì đội thắng cuộc Đàm Vĩnh Hưng sẽ nhận được số tiền 1 triệu đồng. Vỗ tay cho đội bạn nè. Vỗ mạnh lên. 1 triệu đồng đúng không? Rồi, và đối với đội còn lại được ông bà chiếu cố đã nhận được số tiền cho đội thua cuộc, đó chính là 500.000 đồng. Ủa? Mình không xài tiền đây, cái này tịch thu nha, tịch thu nha. Ủa sao vậy? Ủa sao tự nhiên mất tiền nó khoe vậy? Sao khoe tiền nha. Vậy? Ủa lấy tiền ra. Không, cái tiền đó là tiền ở ngoài trong cái chương trình này, chỉ sử dụng tiền của chương trình thôi. 500.000. Ủa, nghe giọng nghe hơi giống cái gì đâu vậy? Nè, nếu mà dòng này mà ai sử dụng tiền bên ngoài là không có được. Dạ. Bên đây có 1 triệu, bên đây có 500. Rồi 500 dạ. Đâu? Bây giờ 500 đó là tưởng tượng đi. Ủa? Một lát mình mua đồ mình cũng không hết nè. Bà con ơi, hiểu không? Chút. Alo, mẹ Google ơi. Chị nghe. Cái chương trình gì mà chơi mà có 1 triệu với 500 thôi mà tưởng tượng là như thế nào? Chứ em nghĩ giá trị của em cao không? Ôi trời, nặng lắm. Đi hỏi nữa là nhục. Ngoại ơi, nặng á, câu đó nặng. Hỏi ngoại quê đó. Nghe em nói nè, bình tĩnh đi. Người ta có tiền người ta không lên tiếng, mình không có tiền cũng lên rồi. Tiếng nha. Đồng đội biết điều nha. Đúng không? Đồng đội biết điều. Tôi biết đúng rồi. Sai mà. Cho nên cái thử thách thứ hai này chúng ta sẽ là sao đánh đồng đội vậy? Trời ơi là trời. Không có ai mà hổng mà nè. Trời ơi, nãy giờ tôi chưa giới thiệu được cái thử thách luôn đó. Cái thử thách thứ hai chúng ta sẽ sử dụng cái số tiền của vòng 1 để mua những cái sản phẩm đến từ tiệm tạp hóa Dưa Biển. Và chúng ta sẽ chế biến một món ăn và một món thức uống. Ở sa tế 50.000. Một muỗng 50.000. Rồi bán cắt cổ gì trời. Sữa đặc cũng 50.000 một giọt. Ê, nó nghe là buôn bán hay đi ăn cướp vậy? Thì không mua thôi, khỏi liếm. Ngoài ra chúng ta còn có những sản phẩm đến từ Vua Biển, đó chất lượng cá sạch đạt chuẩn quốc tế nha mọi người. Đây, đó,
Tại vậy mới lãnh tiền chứ. Đúng rồi. Cá ba sa sốt cà chua. Wow. À. Rồi gì nữa rồi không? Cá nục sốt tiêu. Trời ơi. Cái màu xanh dương đó là cái gì vậy chị? Cái màu xanh dương này hả em? Đó là cá ngừ ngâm dầu. Wow. Ghê chưa? À, cái màu cam hả? Cái màu cam là cá ngừ sốt cam. Wow. Cái màu đỏ, cái màu đỏ thì sao ạ? Bất hợp phải không? Vừa biết đọc đi. Biết chữ đọc đi. Rồi, cái sản phẩm mà để chúng ta có thể sản xuất và chế biến được cái nước uống đó chính là những cái trái cây mà nãy giờ mình thu hoạch được ở vòng 1. Nếu mà muốn chế biến thì đây có cho thuê luôn, máy xay, máy ép, thuê 100 ngàn. Cái này là giá niêm yết của công ty đưa xuống nha. Công ty đưa xuống chứ tôi là làm theo tôi. Công ty nào vậy hả? Đa cấp. À, công ty đa cấp. Là tôi với bà Google á. Bạch bả sao là cái bạch bả sao đó của tôi nè. Rồi, ngoài ra nếu không sử dụng những trái cây tươi, chúng ta có thể sử dụng đó là một cái món rất là hot trend, đó là mãng cầu. Ủa nhưng mà nếu mà mình sử dụng món mãng cầu này thì mình có được cái gì không? Được tốn tiền. Vậy thôi, tôi sử dụng mấy trái cây tôi có. Thì cũng tốn tiền. Tôi có. Thì cũng tốn tiền xay. Tôi lấy tay tôi dầm. Để xem. Và bây giờ sẽ là những phiên đấu giá rất là gay cấn đến từ hai đội. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này có giá là 100, 100. Quả? 95 ngàn. Công ty đưa xuống tôi 95. Tôi mua cái đó 200 ngàn. Trả đi bé. Cái gì vậy trời? Trời ơi, chỗ tiền đó bên kia. Ta sẽ khoan đấu giá mà từ từ người ta chưa đưa ra cái giá gì mà trời. Cái gì vậy trời? Bán luôn mà như là giật cái hồn vậy. Bây giờ bên đây là người ta lên 200 rồi. 200 đây, không mua được em. Giờ nhiêu? 201. Trời ơi. 250. À, 250. Ủa thì không có được. Rồi làm sao tới hồi mua? Rồi làm sao? 250 nè. 206. Ôi 300. Ba. Trời ơi, có tiền người ta đi nói chuyện khác quá ha. Người ta có tiền người ta nói câu nào câu nó giòn rụm hả. Bây giờ không có tiền bây giờ làm sao? Bây giờ là 300 đó. Bên đây 300 rồi. 300 nãy bây giờ 300 bây giờ. Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa sao vậy ngoại ơi? Tiền của bên ngoại được luôn á. Vậy sao được? Giờ bên đây 300 mấy? 320 đi. 320. Cho mua. Trời ơi, mua chi mà cái dĩa vậy mà 320. Trời ơi, bị chơi rồi. Sao vậy ngoại? Bị gài rồi, bây giờ là mua 320, tính ra còn 180 rồi mua cái gì? Chanh này bán sao vậy cưng? Chanh này hả? 50. 50 nắm. 3 miếng 50 đi thôi. Trời ơi. 15 miếng 150 nè ba. Rồi 150. Phải 15. Hả? Rồi bên đây là lấy cái hũ đó luôn anh. Rồi 50. Rồi miếng hũ bán cầu luôn. 307. Rồi. Cầu này nhiêu? Hủ bán cầu giờ mua hết luôn hả? Hết bao nhiêu? 1.500. Gì? Đang cho hot trend mà. Vâng. Hai trăm. Ủa gì vậy? Hỏi cho vui. Hết trơn, lấy mua đấu giá lên đây mua đi. Trời, để người ta nói gì không biết tự ái hả? Trời ơi, đồng đội ơi. Rồi. Còn có 180 lấy gì đấu giá? Không mua nữa. Trời ơi, thấy không? Bơm hàng nha. Bơm hàng là bị chửi nha. 108 nè, có dĩa cá nữa nè, có sẵn sốt tiêu, sốt cay nè. Lấy cái này nè. Cái này ok không? Chưa còn cần thiếp điếm. Bây giờ mình bơm hàng. Trời ơi, cái chiến lược về chung một lần mà không có được biết chiến lược của nhau thì không có gì nè. Bơm rồi. Thôi tính tiền cho tôi đi. Rồi, đương nhiên rồi. Ba bịch này. 1, 2, 3 bịch sụn. Rồi là 45.000 một bịch. 3 bịch. 150. 150 trừ 15. 135. Cái đó 50 nè. Là 185. 185. Cái này 200. Hai cái muối tới 50 thôi. 435. 435. Gọi đó 150. 585.000. Ôi mới có 585.000 hả? Nè, bên đây người ta nhát luôn, ta rén luôn. Hưng ơi. Hưng. Tôi tập nhiều quá đó Hưng ơi. Để cầm đi. Đừng đổ kìa. Cái gì? Mày còn dư đó mày cho tao ít đi. Chị ơi, shop em sắp đóng xin cửa. Xin tiền đi kỳ á. À dạ, dạ chị Buka cho em xin tiền với. Tiền gì? Chị đâu có tiền đâu. Em cho xin thôi, đâu xin hết. Chờ đi nấu xong rồi tính. Ừ, nấu xong đi rồi cho. Nấu xong rồi nha, trời ơi, nó ăn vui vẻ nha. Thấy bạn bè không? Bây giờ sao? Bây giờ cái đời này tôi không có mua nữa. Bánh mắt như quỷ. Trời ơi, đập thể của người ta. Ờ, đúng rồi, cho bom vàng vậy nè. Bây giờ á bạn hỗ trợ cho tôi đi, lát nữa tôi nấu đồ ăn ngon xong tôi ra tôi mời hỗ trợ phải không? Hỗ trợ hiểu không? Đây là toàn là gia đình khó khăn không mà. Gì đâu có ai đâu. Đi nè, bây giờ cái này chúng đánh cho nè, có 95 ngàn thôi. Đúng anh đúng giá đi. 95 ngàn. 95. Ừ. Rồi 100. Là bớt phải không? 5 ngàn thôi, 100 ngàn thôi. Rồi phô mai nè. Phô mai rồi lấy nguyên hũ đi. 50. 50. Rồi. Đây đây, đổi kia tới kìa, đổi kia tới. Nè. Thấy cũng tội nghiệp, đáng thương.
bạn cho mớ trái cây để ép làm nước uống. Trời ơi, thấy chưa? Thấy người ta có tiền mà ta cái còn nhân đạo nữa, thấy không? Vâng, không rồi. Mình đang mua bán rất là xôi chảy và tự nhiên mũi ruồi nó bay ngang. Mua cứ. Thôi hai này là 200 ngàn. Trời ơi, bên đây còn 350 à? Còn tôi còn 215 ngàn nha. Lấy hai cái luôn hả? Lấy hai cái. Rồi, rồi bên đây là lấy trái cây làm gì, cầm cho nặng tay chứ đâu có làm gì được đâu. Rồi cảm ơn nha. Cảm ơn ủng hộ okay, nha. Ok ok. Rồi. Mày thấy không? Kinh khủng chưa? Mua chanh đi, lấy chị lấy bạn em mua chanh. Còn mọi người thấy không, bạn bè kim cái gì? Mua chanh đi, con nói mua chanh đi. Rồi lấy cái gì? Bây giờ là còn bao nhiêu mày hốt hết đi đẹp đẹp cá đâu? Cá, 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 cá gì mới được? Cá ngừ. Cá ngừ, cá nục, cá dồ, cá cha, cá gì? Cá gì? Cá salad, cá salad, cá salad dưới đây nè, 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 nè. Đây 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 đây. Đây salad. Rồi, cái này 150 nha. Ê, trời ơi, tôi livestream tôi bán hàng ngày nha. Một cái như này là 25 ngàn. Ừ. Mua. Ê, trong đại lý tôi còn 215 ngàn đúng không? Cái này bán 200 ngàn không tôi mua. 200, ừ, hai, trả đây 200. Rồi lấy còn 15 ngàn. Mình cứ ngoài xuống này đi. Rồi hai cái 15. Quả 215. Rồi có người cho nha. Đi người ta quay lại bây giờ. Không, là cho cơ hội cuối cùng đó. Thôi giờ bớt 100. 100 á. Rồi 100 quá. Mua nhanh đi, người ta nấu sắp xong rồi kìa. Rồi 100. Tranh thủ đi 100. Rồi 15 rồi xong. Rồi thôi đóng đóng cửa shop đi, mệt quá. Thôi đi về nấu thôi, về nấu thôi. Đi về nấu.